người nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ sữa chua chân châu hạ long. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng tên của một món ăn, đó chính là chả mực hạ long. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Sứa nghe lá sao tê liệt chân tay. Nhưng mà đa phần là kiểu mình cũng không muốn, mình chỉ là kiểu muốn có máy chụp ảnh thôi ấy, cũng không cần zin, chỉ cần full chức năng thôi là được. Để nó phù chỉ là nó chỉ là không zin thôi. Mặc kệ chứ, mình quan trọng gì đâu, mình quan trọng cái cam thôi, cái cam nó đẹp là được. Là cái gì nhìn không phải kể lại tiền bố mình nói cái gì ngày lắm rồi là thế rồi hết lại biết nói cái gì. Em Thành đâu? Đang làm nốt xuống đây chưa có gì rồi hết đồ hợp đồng chưa có đồng hai cái tập hợp. Đây nha mọi người, đây là màu xanh của mình nha. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh của mình. Tiếp theo là sẽ đến màu hồng đi. Thế mà mình đang định mua 11 Pro. Thế thay vì mua 11 Pro, mua 12 Pro đi. Mua 12 đi. Mua 12 đổ đi là được. Tiền. Tiền thoải mái. Là 2 triệu rưỡi một tháng đi. Kiểu cho cả lười làm vào nữa được 2 triệu rưỡi một tháng đi. Thì tích đến Tết. Không, ý là chị nếu mà sai tháng ấy, thì cái con kia nó mà xuất hiện thêm một lần nữa là chị mua luôn. Đúng rồi. Rồi là nó ra ý. Không phải là chị không có tiền mà là chị vẫn đầy tiền. Chị vẫn đang đợi giá cả hợp lý. Sau cười đi, tôi mở sau rồi nha. Mẹ cứ bảo là thôi giờ đi làm mẹ không lấy tiền. Mẹ hãy cho con điện thoại. Tại vì bảo là con đi cao đẳng, con chưa nghỉ học luôn đâu, con mua điện thoại khác, điện thoại này sau nó hết dung lượng, con không dùng được. Thế là xong mẹ mới bảo là cho cầm tiền. Chứ không ừ, chứ không thì cũng không cho cầm đâu. Không mà mẹ tao cũng lâm nghe cái điện thoại này của tao rồi. Thích rồi. Điện thoại mẹ tao vừa hỏng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đây là hai màu của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là hai màu của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu trắng. Mình đang định mua điện thoại thì mình vẫn dùng cái này cơ, bởi vì là không thích dùng iPhone. Bảo rồi, chỉ quan trọng chụp ảnh đẹp thôi. Đẹp là được. Chỉ quan trọng ảnh thôi. Con này quay nhìn sáng mà nhìn tích luôn. Tìm em đây. Nhưng mà không có kim. Mọi người ơi, đây là ba màu của mình nha. Đây là ba màu của mình nha mọi người. Bây giờ mình sẽ xỏ. Bây giờ mình sẽ bỏ con cho các bạn xem này. Rồi, con Long Long rồi. Chị vừa nghe tin sốc này ạ. Con Long có chữ rửa. Điện thoại con Long có chữ rửa. Đâu anh? Mang mình sao hả? Đâu? Đi ý, nhắc bây giờ là con Long xét solo. Có gì ấy? Solo, thì phải. Này, cái này mình. Cái này là bà bảo cái thằng kia nó bắt. À, đây là cô kẻ cái là sườn cơ tắc. Hãy nghe cái gì rồi? Nghe sẵn vô bờ. Để con gái ăn chạy, nghe cái gì? Bắn đi nghe mỏ, tôi nghe kìa. Đó, cái mỏ đây, kêu cái mỏ. Đâu? Cứ đồ buồn chạy, nhẹ hơi hết, ai nhẹ hơi hết cũng tung cái mềm này.
mất từ tí tới nhiều bán ba lục sáng tối qua chúng mình nghịch nghịch đầy màu ra đi cũng phải mất từ ngồi tối tối qua nữa có như thế này mà thế mà không được gì ai biết đâu em tìm gì rất là được thì công anh không gặp rác mình nhé chỗ anh không được rác mà ai đấy con mọ này thì có đá ra mà đi chơi rồi thì ngoài chấm các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha, mình sẽ xóa hạt chữ nhưng mà mấy cái bệ mấy cái máy này nó quay và mình béo chết anh cô đem tóc sáng đừng quay hai máy mà giờ đem mình chơi tôi đem tôi coi đấy chơi nha mình tách hai máy gặp là đem một to cái dài ra được cho nó quay một máy nó mất rồi nếu mà mày đủ chuyển thì quay hai máy em không muốn chơi thế thì mình lo mày cho anh lại quay hai máy luôn mình phải chấp nhận mình non để mình được nhà đúng rồi tông cổ là từ nhà mình biết cái gì kiểu gì Cắn một khoáng vì tôi màu xanh không? Mọi người ơi, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây là chiếc vòng của mình nha. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xem có nhà đâu ạ? Chúng mày không nghỉ bắn FIFA đi! Người già! Người giúp mày đi giúp bán, giúp ngược bắn. Cái loại mình hôm qua đúng là rớt quá cơ. Nói nghe rõ không cả đi. Nói có cái câu đặc biệt hay phết. Nhưng mà chả... Đây là con lời đùi cho tôi vào trong một video nha. Đấy là kết thúc video. Đã hẹn rồi. Tí tiền bảo oai hơn khác mẹ nói.